Ông Bùi Văn Tây 1802-1890. Theo mộ bia và bài vị hiện giờ còn thấy tại làng Thới Sơn, quận Tịnh Biên, Châu Đốc, thì ông Định Tây chính danh là Bùi Văn Tây, sinh năm Nhâm Tuất 1802, nhằm niên hiệu Gia Long Nguyên Niên. Sinh quán ông ở nơi nào chưa tìm được người biết rõ. Có người nói ông gốc ở Nhơn Hòa, có kẻ lại cho ông ở Năng Gù, hai nơi đều thuộc tỉnh Châu Đốc. Nếu căn cứ theo lời của người rể ông là Hồ Văn Hạnh, tục gọi là Năm Hạnh, năm nay 86 tuổi, thì ông khi xưa có một người chú ruột ở tại Năng Gù, như vậy thuyết ở Năng Gù có phần đúng hơn. Vì theo ở làm con nuôi cho người bác là ông Bùi Thiền Tăng Chủ, và được ông này giao cho coi sóc ngôi đình Xuân Sơn, cho nên người đời quen gọi là ông Đình, chứ không phải chữ lót là Đình. Hai ông có giữ chức Hương Đình như nhiều người đã tưởng. Ông có hai đời vợ, bà trước không biết tên, sanh được một người con trai tên là Bùi Văn Dẹt ở Năng Gù, đã chết. Khi vợ trước mất, ông cưới bà sau tên là Trần Thị Của ở làng Thuế Sơn. Bà sanh hạ được một người con trai, ba gái, trưởng là Bùi Văn Sửu, rồi thứ đến Bùi Thị Lũ, Bùi Thị Cơ, Bùi Thị Nhẫn, đều có chồng con quanh vùng Thuế Sơn. Ông dáng người mạnh mẽ, không cao lắm, có bề ngang, gương mặt tròn mà trắng, lúc tuổi già thì râu tốt, mặt trổ đầu màu và lưng hơi còm. Hồi nhỏ ông có học chữ nho, lớn lên thì chuyên nghề ruộng rẫy, thích ăn trầu, tánh ôn hòa nhưng quả cảm, không ưa những điều tà dại. Ông quy y với Đức Phật Thầy hồi năm nào không ai rõ được, nhưng khi Ngài lập trại ruộng ở Thái Sơn, người ta thấy ông có đến đó cùng với ông Tăng Chủ và ông Phạm Văn Lăng rồi. B. Chữa bệnh giúp đời. Là môn sinh của Đức Phật Thầy, ông cũng như các vị đại đệ tử khác biết phát phù trị bệnh, và lại còn có tài đặc biệt là về cách cắt nghẽ nữa. Ông cắt bằng miệng chén bể, băng xuống rất sâu, và bất luận bệnh gì cũng trị được. Nhiều bệnh tà quái đem đến, ông chỉ cắt cho một người rồi mấy người khác xem thấy phải khiếp sợ, trốn về mà hết bệnh. C. Diệt bắt xấu thần. Nói đến tiểu sử ông Đình mà không kể qua việc ông dân lệnh Đức Phật Thầy đi bắt xấu thần, tưởng là một điều rất khuyết điểm lớn. Theo như nhiều người ở vùng Láng Linh đã nghe biết và kể lại, thì Đức Phật Thầy một đêm kia thình lình kêu ông Đình đến mà bảo rằng hiện giờ ở dưới láng có người sanh sản mà không ai tiếp giúp, vậy ông mau tới đó mà cứu hộ cho người ta. Dân lệnh Thầy, ông Đình bôn ba tìm đến nơi thì quả thật có một người đàn bà đang chuyển bụng rên la trong một cái liều con giữa đồng. Trong lúc chồng con không thấy một ai ở nhà hết, ông Đình lớp nào lo chặt lao làm giường, đốn đinh làm giường dấp để gấp rút cho người đàn bà kia kịp có chỗ nơi sanh đẻ. Trời rạng đông, người chồng mới về đến. Ông ta hay được vợ đã sanh rồi, và may nhờ có người đến kịp giúp đỡ, thì ông chi xiết vui mừng. Bèn lại tạ ơn ông Đình và kể rõ đầu đuôi rằng y tên là Sinh, vì nghèo quá nên phải đi bắt rùa, bắt rắn để bán kiếm tiền mà độ hồ khẩu. Thoát trông thấy vợ của ông Sinh có một con sáu con, mình mẩy đỏ hết, xem rất đẹp. Ông Đình liền hỏi tỏ ý muốn mua con sáu ấy về nuôi chơi. Xin vì cảm ơn rất hậu nên không bán, xin biếu đức cho ông Đình. Khi trở về,
ông định thuật lại công việc đi làm phước xong và đem khoe con sấu với Đức Phật Thầy một cách sung sướng. Xem ra con sấu, Đức Phật Thầy biết vật ấy là sấu thần, Ngài bảo ông Bình hãy đem mà giết nó đi, nếu để thì sau này nó sẽ gây tai hại cho trần gian vô kể. Ông Bình nghe vậy cũng có lòng lo, xong xem đi xem lại thấy sấu đẹp quá nên không đành giết, bèn lén thầy đem giấu sấu vào một nơi cột dây nơi chân chắc chắn rồi nuôi dưỡng cẩn thận. Được 3 năm săn sóc như vậy, con sấu trở nên to lớn, bỗng một hôm đứt dây bò đi mất. Ông Bình chẳng biết dám giấu Đức Phật Thầy nên đem đầu đi mà bạch lại cho Ngài rõ. Nghe xong Đức Phật Thầy than thở vô cùng, Ngài mới cấp cho ông Bình một lưỡi câu, một sợi dây, một lưỡi mung và hai cây lao, dặn hãy giữ gìn phòng khi trừ con sấu ấy. Trải qua một thời gian gặp mùa nước nổi, sấu ấy có trường lên ở vùng Láng Linh, rượt bắt người vật, làm cho dân chúng quanh đấy đều kinh khủng. Người ta đến báo với ông Bình, nhưng cứ mỗi lần ông mang bữa bối đến thì sấu ấy mất tâm, không tìm đâu được. Thấy sấu sợ huy của ông Đình như vậy, cho nên hãy cứ mỗi lần nó trườn lên toan làm dữ thì dân chúng hè nhau vừa chạy vừa hô lên: bé ông Đình ơi, ông Năm chèo dậy mà lạ thay, hãy nghe được bấy nhiêu lời kêu gọi thì sấu lại lặng mất, chừng như nó biết sức ghê sợ pháp thuật của ông Bình. Đã nhiều phen tới lui như thế mà không lần nào gặp được sấu thần. Lần chót ông Bình lưu lại Láng Linh chờ đợi ngót nửa tháng mà sấu vẫn bặt tâm, ông bèn kêu nó giữa thanh không mà rằng: nếu sáu thần nhà ngươi chưa tới số thì từ đây hãy yên lặng, đừng nổi lên phá hại xóm làng nữa. Còn như mạng ngươi đã hết thì nên sớm chịu lệnh trời, đừng để ta phải lâu ngày nhọc công chờ đợi. Thế rồi từ ấy trở đi, sáu không còn trường lên nhiễu hại dân làng nữa. Có người nói khi Đức Cố Quảng bại trận tại vùng Bãi Thưa, nhằm mùa nước nổi, quân Pháp sau lưng bắn phá rất gấp, mà trước mặt thì đế sậy đặt dày, ghe xuồng đi không được. Lúc ấy sáu thần bỗng nhiên nổi lên đi trước, rẽ đường rạp sậy cho thuyền của Ngài dò theo. Nhờ vậy mà Ngài binh sĩ trận ấy thoát thân mới kịp. Sáu thần hiện giờ ở đâu, và bổn phận ông Đình còn phải làm gì đối với sáu thần ấy nữa chăng? Đại đa số quần chúng đang đánh một câu hỏi lớn to để hỏi về vấn đề này. Dê lúc trở về già, để cho tiện việc ăn ở của gia quyến, ông Bình có tạo riêng một nếp nhà tranh gần Bình Xuân Sơn, kế chỗ mộ phần của ông ngày nay, cách xa trại ruộng Thới Sơn độ 800 thước. Lúc tuổi già, ông giao lại công việc ruộng rẫy cho các con coi sóc để chuyên lo tu luyện và cứu độ đời. Khi Pháp đến đánh chiếm tỉnh An Giang, ông đã ngoài 60 tuổi, lòng tuy nhiều phen sôi nổi và cái nghĩa tất đất ngọn rau, nhưng xét lại sức mòn hơi tàn, nên ông đành ôm hận mà gửi hồn vào mấy đoạn kim can, mấy phương sách mọt. Ngày 23 tháng 2 năm Canh Dần 1890, ông đang mạnh, bỗng ăn uống không được. Trong 4 năm ngày rồi tịch, thọ được 88 tuổi. Trước khi tịch, ông có dặn người nhà chỉ trải một chiếc đệm trên tấm ván, rồi để linh thể ông gói lại mà chôn, chứ không được tận niệm vào quan quách chi hết. Hiện nay mộ phần của ông còn tại làng Thới Sơn, có dựng bia và khắc chữ: Đại Nam Quốc An Giang tỉnh, tỉnh biên phủ Quy Đức Tổng Thới Sơn thôn, Nguyên Bùi Quý Tây hưởng thượng thọ bát thập bát tế, Canh Dần nương nhị ngoạt nhị thập tam nhật nhi chung. Bên cạnh có mộ của bà, và gần đó
có mộ của ông Bùi Thiền Tăng Chủ, khách thập phương mỗi khi đến viếng dùng Thất Sơn và chùa Thái Sơn thường không quên đến viếng mộ của ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, hôm nay tôi cũng muốn nhắc lại những cái sự tích của ông Sáu Năm Chèo, cho biết vì lý do thế nào mà toàn thể anh em thường nhắc nhở ông Sáu Năm Chèo. Trong viễn giảng nhất của Đức Thầy đi dạo Lục Châu, Đức Thầy có nhắc một đoạn: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá giai biết người phùng là ai. Thì điều này tất cả toàn thể thường gọi là ông Nghiệt Long, tức là ông Sáu Năm Chèo. Nhưng mà lý do làm sao, từ nguồn gốc ở đâu mà có? Và kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, kính mến, nguồn gốc của ông Năm Chèo, tôi có coi về cái lược sử của Đức Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An xuất hiện năm 1849 tại Tần Sơn và Xẻo Môn, sau khi nhà cầm quyền của vua Tử Đức mới mời về ở An Giang là Châu Đốc. Vì chánh quyền của nhà vua nghi rằng ngài là văn đạo sĩ, cho nên mời về chánh cũng thử thách nhiều lần. Sau khi thấy ngài là một vị chân tu, vì thế mới báo tin cho nhà vua hay. Thì trong lúc đó vua Tự Đức ra lệnh, nếu thiệt ông là người chân tu thì phải xuống tóc cũng như các nhà sư vậy. Trong lúc đó được sớ của nhà vua, Đức Phật Thầy cũng đồng ý xuống tóc. Sau khi Đức Phật Thầy xuống tóc thì cạo tóc xong, trong lúc đó cạo râu thì Đức Phật Thầy nói không, trong sớ của nhà vua thì cạo tóc không cạo râu, vì thế mà Đức Phật Thầy xuống tóc chứ không cạo râu. Cho nên Sám Trạng Trình cũng có thường nhắc lại: chừng nào thằng ngốc làm vua thế gian cạo chọc thầy chùa để râu. Trong lúc đó Phật Thầy cạo tóc mà để râu. Sau khi thấy Phật Thầy là một nhà tu chân chính thì cái nhà cầm quyền của nhà vua ở Châu Đốc mới biểu rằng như vậy thì cho ông chọn được cái chỗ để mà truyền bá đạo pháp, được ở tại tỉnh An Giang Châu Đốc. Nhưng ngài mới chọn vào ở trong núi Sam ở đầu bờ đó. Thì trong lúc đó mới cất lên chùa Tây An. Trong chùa Tây An này, sau khi này các nhà sư bên Thiền Lâm Gia Tế họ cũng vô đó để cộng tác tu với Phật Thầy. Nhưng mà các ông này tạo ra hình cốt quá nhiều, vì lẽ đó cho nên Đức Thầy không ý, Đức Phật Thầy không muốn, cho nên ngài mới xin phép nhà vua để đi làm ruộng vào trong vùng ở tại xã Thới Sơn. Vì lẽ đó cho nên lúc đó đường xá còn nguy hiểm, không có lộ, không có đường gì hết, mà ngài càng rừng đi vô tới ở trong Thới Sơn. Tại đó ngài mới lập ra cái trại ruộng. Trong lúc đó anh em tín đồ theo ngài vô chẳng rất đông. Thì trong lúc đó ngài mới có dựng lên cái trại ruộng, bây giờ gọi là chùa Phước Điền Tự. Thấy nam nữ trà trộn làm chung chạ, thấy đông quá, Đức Phật Thầy sợ có cái chỗ không được yên ổn, cho nên Phật Thầy mới lập thêm một cái trại gỗ ở tại cây lâm dồ. Thì trong cái lúc trại gỗ lâm dồ đó, Phật Thầy mới biểu người tín đồ nam thì ra ở đó làm gỗ, còn tín đồ nữ thì ở trong trại ruộng để cấy lúa mừng cỏ. Khi cần thiết thì người nam vô đó ban ngày chỉ nghe là cày ruộng cuốc đất, còn ban đêm thì về ở tại trại lâm dồ, gọi là trại gỗ. Sau khi bổn đạo càng ngày càng đông đảo đến nữa, Phật Thầy mới lập ra thêm cái trại rẫy. Bìa trên đó
bây giờ đặt gọi là cái đình Trăm Họ và đền Thế Sơn. Vì lẽ đó cho nên sau khi này Phật Thầy dời anh em về ở một nhóm tại chạy rẫy đình Thế Sơn. Trong khoảng thời gian đó Phật Thầy đang nghỉ thì Phật Thầy trực kêu ông Định Tây nói: bây giờ ở trong đằng sau có một gia đình bị nạn, vì ông đến đó để cứu. Thì ở trong vùng sâu trong rừng đó có một cái nhà, không biết lý do sao mà ông sinh này đó là ông vô ở trong vòng sâu vô ông ở. Hồi đó ông ở trong Sình Hù á, Láng Linh á, thì ông ở một chỗ vắng và dẻ quá, cho nên vợ ông đã có chữa, mà ông thì làm cái nghề thường thường đi săn rùa săn rắn, bắt cá bắt rùa bắt rắn về để mà sinh hoạt cho gia đình. Vì thế đó trong lúc đó ông mất đi lo bắt rùa bắt rắn thì ở nhà vợ ông đã chuyển bụng mà ông không có hay. Vì thế ông Phật Thầy mới kêu ông Định Tây ông đến đó để cứu nạn cho người. Ông Định Tây đi tới đó thì dòm thấy ở trong nhà có một người đàn bà đang rên rỉ. Ông bước vô, ông hỏi thì ông bà này nói chồng đi làm không có ở nhà, mà bây giờ đã chuyển bụng không có ai. Ông Đình Tây ông mới nói với người vợ ông sinh này, nói Phật Thầy sai tôi đến đây để giúp cho cô, như vậy những cái đồ dụng cụ có không? Thì vợ ông sinh nói dạ có sẵn hết trơn mà không có ai làm. Thì ông Đình Tây ông mới đem vô giường và nón này kia nọ ông trần lên, ông mới lót giặt đồ hoàn tất, ông mới lấy đệm che chung quanh. Phật Thầy mới đưa trong Định Tây một cái lá phù. Sau khi làm xong thì đưa cái lá phù này đốt để ở trong cái tô nước, rồi biểu cái người đàn bà đó uống vô thì mạnh khỏe rồi tự sanh lên. Vì đã đó cho nên ông Định Tây làm xong rồi, ông Định Tây mới nhúm lửa đồ lên, bắt đầu đưa cho cái vợ ông sinh này một cái lá phù và đốt để vô trong cái tô nước. Uống vô thì vợ ông sinh rất khỏe mạnh tự nhiên. Vì lẽ đó ông Đình Tây ra đứng trước cửa thì vợ ông sinh tự sanh rồi tự nghĩa là cắt nhau rúng lên, thì bắt đầu lửa khói mịt mịt lên. Ông sinh ông ở trong đồng xa, ông nhìn thấy ở nhà sao khói quá, ông cũng nghi không biết vụ gì mà nhà mình bữa nay khói nhiều quá, cũng lo sợ mới đi giết về. Cũng có đâm được một số rùa, rắn, tra, và có bắt được một con sấu nhỏ bằng bắp chân. Mà con sấu này nó lạ, trói lại sỏ trong cái sâu mà quẩy đi giết về. Về tới thì thấy ông Đình Tây đứng trước cửa, cúi đầu mà chào hỏi. Ông kia mới kể hết lại, ông Đình mới kể hết lại cái nhiệm vụ mà ông đã vâng lệnh của Phật Thầy đến đây giúp cho vợ ông như vậy. Ông kia cúi xuống để mà lại đáp ơn. Thì ông Đình Tây nói không, vì Phật Thầy biểu tôi đến đây để giúp cho ông thôi, thi ân bất cầu báo, không có nghĩ đến ơn nghĩa gì hết. Thì ông ấy để cái sâu rùa gắn chạy vô thăm vợ. Thì ông Đình nhìn thấy ở trong cái sâu rùa gắn này lại có một con sấu chói sỏ trong cái sâu đó. Con sấu thì cái mình nó qua cà đỏ, lỗ mũi cũng đỏ, mà có một cái điều lạ là năm cái giò. Ông Đình Tây ông đứng ông giò, ông nói con sấu ngộ quá, tốt quá. Ông kia bước ra thì nói thôi cho xin con sấu về nuôi. Thì trong lúc đó ông xin ông mới nói thôi tôi tạ ơn ông, tôi mang ơn nhiều lắm, cho ông hết đó, rùa rắn sấu gì tôi cho hết. Ông Đình nói không, tôi thấy con sấu này nó tốt, nó ngộ mà nó có năm cái chân, như vậy thôi để tôi xin về để nuôi gì chứ tôi không có bắt rùa gắn làm gì, ông bán để lo sử dụng gia đình đi. Thì từ giả ông xin Đức Đình Tây mới trở lại làm phận sự xong, mới ơn con sấu ra trình với Phật Thầy, nói tôi thấy con sấu này tốt quá, tôi xin về để nuôi. Phật Thầy nhìn con sấu, Phật Thầy nói không được, con sấu này con sấu thần,
sau này nó diễu hại quần chúng dữ lắm, đem giết đi. Nói như vậy mà khiến sao ông Đình Tây lại ông thấy con xấu, ông cảm mến thương, không nỡ giết. Mới đi ra chỗ trước đình đó, mới đào cái hầm lén, hồi đó nó sầm uất cỏ gác dữ lắm. Nội ở trong cái trại rẫy đó, chỗ cái đình đó thì nó có một nhóm trống trải, còn ngoài đó thì sầm uất, cho nên ông mới ra đó ông lén cái chỗ đó, ông đào cái ao nhỏ, cái ông đẻ đó ông cột nuôi, lén lén đem đồ lại cho sáu ăn. Thường bữa nào ông cũng lén lén ông đem đồ ra cho ăn, khi mà có cúng kiến thì ông cũng đem bánh, đem chuối, đem này kia ra vật thực cho con sáu ăn. Ông lén lén ông nuôi tới 3 năm, vì lẽ đó con sáu quá lớn, nuôi nó con sáu lớn mau lắm. Thì trong đúng 3 năm cái sáu nó bứt dây nó đi, nó đi mất, nó đi mất. Ổng ra ổng thấy thôi mà cái vùng còn mà cho ăn kêu không có nổi lên nữa, à, sợi dây kéo lên thì nó đứt rồi. Ông quá sợ chạy vô trình với thầy, nó nhận cái sai. Hồi đó thầy biểu tôi giết mà tôi thương quá tôi không có giết, tôi lén thầy tôi nuôi. Năm nay 63 năm nó lớn quá rồi, bây giờ nó bứt nghiệt nó đi rồi thầy. Thì Phật thầy nói tôi đã nói với ông, ông cãi tôi, bây giờ sau này đến thời kỳ đó thì con sáu này đó nó diễu hại quần chúng dữ lắm, như vậy rồi thôi bỏ qua. Trong khoảng thời gian sáu đi xuống với cái muôn tiền, mấy cái ở dưới cái rời gà vịt người ta đó, cái tối cái ông sáu nó trà lên nó bắt gà bắt vịt, cái người ta ra người ta thấy thì ông phát ông gượt người ta tóc nó chạm. Vì lẽ đó cho nên gà đánh không biết ở đâu mà có con sấu mà thường thường đêm nào cũng ra giết nữa, nó bắt tới heo người ta ăn nữa. Mấy người ta mới nói hình như ở trên Thái Sơn á, đệ tử của Phật thầy á có nuôi một con sấu mà nghe nó hình như nó bứt dây nó đi, lên cáo báo thử coi làm sao. Thì lên cáo báo thì Đức Phật thầy mới nói bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đi bắt nó mới được, để nó phá diễu người ta. Thì lần lần xuống đó thì ông sáu này ông đi xuống, thả xuống dòng láng linh đồ, ông xuống dưới cũng vậy. Bằng ngày thì ông đâu không thấy, ban đêm thì ông ra ông bắt gà bắt vịt, nghe gà vịt lộ thì người ta chạy ra thì gặp con sáu rất to, có lắm khi là gượt người ta chạy luôn. Nó chạy lên báo cho Phật thầy hay, Phật thầy mới làm một sợi dây đỏi ngũ sắc chừng mấy thước vậy đó, rồi mấy biểu ông Đình Tây gèn mấy cây lao phải xuống bắt sáu đem về để nó phá làng xóm quá. Thì ông Đình Tây ổng xuống tới chỗ đó thì bắt đầu ổng nằm đó tới khi không thấy sáu ra, rồi ở chờ đợi tới sáng cũng không thấy sáu ra. Thì ông Đình cũng hỏi chứ tại sao, mấy ông nói có con sáu ra phá làng xóm gì đâu mà tôi ở đây tôi không thấy. Nói hai ông ơi, mấy vô lại đêm nào cũng ra cũng bắt gà bắt vịt gượt tới heo nữa, mà sao ông ra đây sao không ra hay sao? Ông nằm ông đợi một đêm nữa cũng không có, đợi 2-3 đêm không có ra, cái ông Đình Tây ông về. Ông về cái thì tối đêm đó chẳng ra, ra gượt gà gượt vịt rộ thì bắt đầu người ta sợ quá, người ta sáng lại chạy lên cho hay. Ông Đình ổng mới xách nha là sợi dây đỏi với mấy cái cây lao xuống, ổng ở đó ông gìn hoài, đêm nào ông cũng ở 2-3 đêm cũng không thấy. Ông nói sao mấy ông cáo báo mà tôi xuống đây không thấy? Chèm ơi, không biết làm sao chứ đêm nào cũng phá dữ lắm mà sao ông xuống đây sao ông ra, nhưng xấu bự lắm. Thì nói vậy cái bắt đầu ông Đình Tây ông chờ đợi hoài không được, cái ông về. Ông về thì là tối lại là chẳng ra, bị vì sáu thần có tánh linh cho nên ông Đình Tây xuống bắt thì ẩn không có ra. Cái lần thứ 3 nó lên cáo báo nữa thì bắt đầu ông Đình ông đi xuống. Xuống đợi đâu 5-6 đêm gì cũng không thấy ra, cái ẩn mới bước ra ngoài. Sân ổng nhìn vô trong đồng ổng mới nói, vì trong cái lúc đó là kêu bằng đồng láng linh mà,
Nước linh láng không có khi nào mà khô hết, từ là láng linh ra tới xình hù dài dài lên láng trái này kia cái nọ. Nhưng ở đây gọi là đồng sâu đó, ruộng sâu đó, không có khi nào mà cạn nước hết. Mà lúc đó thì rừng rậm cây cỏ không, không có ai làm ruộng rẫy gì hết, mà nước không có khi nào gì mà cạn khô hết. Thì trong lúc đó ông Đình ông mới đứng ông ngắm ở ngoài đồng, ông mới nói, ông nói nếu á nhà ngư thiệt là xấu thần á, thì ảnh nhẫn chờ khi có lệnh thiên đình á, thì mấy ông làm sao làm nha. Còn nếu mà ngày hôm nay mà cứ ra mà phá làng phá xóm hoài á, tôi về kỳ này mà ra mà phá nữa nó là tôi xuống tôi ở đây tôi bắt được tôi mới về. Cái ông Đình Tây ông đứng ông nói vậy, cái rồi ông đi về. Cái sao em từ đó sao không biết đâu lặn mất, không có nghe nó ra phá làng phá xóm, không có vượt gà vượt vịt nữa. Một khoảng thời gian Đức Cố mới về, cỡ ngày nghĩa là phò vua Tự Đức, ngày nghĩa là chống đế quốc Pháp. Trong cái lúc đó ngày bị Tây nó là ở mặt tiền thì Tây nó tìm kiếm quá, ngày mới vô ở trong chỗ cái bẫy thưa đó, ngày mới kêu chỗ đó bẫy thưa dữ lắm, ngày vô ngày đóng đồn tại đó. Ngài ở đó tỷ lúc nào ngài muốn đánh Tây á thì ngài đi ra mặt tiền ở ngoài ngài đánh. Còn á, là Tây nó là bố quá thì ngài rút sâu vô ở trong cái bẫy thưa đó, ngài ở đó. Trong khoảng thời gian Tây nó theo dõi hoài, tới chừng á, là một cái Diệt Giang nó cáo báo nó nói cái ngài ở tại cái gấp là ở tại bị thưa, trong đó sầm uất dữ lắm. Mà hồi đó kinh sáng Vịnh Tre cũng chưa có, sáng Tây Dương cũng chưa có trong miền sâu mà. Trong mấy lúc đó thì Tây nó mới theo dõi, nó mới đem quân đến nó dọn đường, nó chống vô, nó tàu rồi nó chạy theo cái đường thép, nó đi nó thép đường đi vô. Nó vô đến đó cái nó bao nó đánh Đức Cố súng ống rồi nó bắn quá chứ. Thì Đức Cố chống cả quá mạnh liệt, nhưng mà có cái điều bị nó kêu bằng nó bố đại bố mà nó vô quá đông. Trong cái lúc này Đức Cố chống cả không nổi, Đức Cố hay ẩn thân, Đức Cố là bước xuống ghe, Đức Cố thác ra. Trong lúc đó đó người ta đồn, người ta nói bây giờ Tây nó vô nó bắt được Đức Cố rồi. Thì trong lúc đó cậu Tư đó là con Đức Cố đó, ông năm đó ông được 19 tuổi, ông ấy nghe nói vậy nóng lòng quá xông pha vô để cứu ông Đức Cố. Thì vô đó phá vòng dây chẳng hay Đức Cố đi ra không hay, thành ra ông bị Tây bắt. Thì trong lúc đó ông cậu Tư bị Tây bắt, còn Đức Cố thì thác rồi. Đức Cố cho xe chèo chiếc ghe, kêu bằng hồi đó chiếc ghe lường móc kêu bằng ghe ô xa đó, thì đi bằng xuồng ở đi bằng dầm bằng xào không chống nước ra xa. Thì Tây tới chừng nó bỏ dòm, nó dòm nó thấy thì nó vượt theo, nó vượt theo thì Đức Cố chống chạy thì nó bắn theo hoài, nó bắn theo Đức Cố thì ngồi ở trước mũi ở hai bên thì có hai cái lọng tre, còn đó là quân gia cát là tướng sĩ thì chống bơi chèo chèo, nó chạy cano theo, nó chạy cận quá cái tới chừng ghe của Đức Cố vướng vô ở trong chấp quá cứ chấp rồi vướng vô mắc kẹt nhũng nhãn. Thì Tây nó lại gần tới, nó bắn theo như cháu nội của ông Tây hay mà kể lại tới, thì ông nói ông nội ông nói đó, nó bắn mà đạn rớt ở trong ghe không biết bao nhiêu, mà lý do gì cũng không có trúng ai hết. Có người sợ quá sợ kêu bằng sợ thiếu điều nó là thấy đạn nó bắn, có người sợ kêu bằng nghe ông Tây hay ông kể lại, giờ cháu nội ông kể lại thế, thì có người sợ kêu bằng ỉa trong rừng lẫn nhau phải gì rồi đó, kêu bằng nó bắn dữ lắm. Thì tới chừng nó lại cạnh tới cái bắt đầu Đức Cố mới cầm cây gươm, mà Đức Cố nguyện với Hoàng Thiên, nếu nước Việt Nam này tới đây nó suy không còn phục nghiệp được thì tôi nguyện tự tử chứ không có đầu Tây. Thì ngài lột cái mão ra, ngài nguyện với Hoàng Thiên, nếu đời Phật
thấy nước Việt Nam còn phục hồi được thì cho tôi thoát nạn, còn bằng không thì tôi tự tử. Vì lẽ đó thì mới vừa nói vậy thì ông Sáu ở đâu ở dưới, ông nổi lên trước mũi ghe, cái bắt đầu hai tay ông đưa chấp, ông vẹt đường. Thì có cái lần đó bắt đầu ghe cái biết cố lướt tới, lướt tới thì phải, thì nó bư chắc, nó bư gợp, nó bư ở trước, nó lướt 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 lướt, nó bư hoài. Có cái đằng, có cái lần cái ghe chống lướt qua thì tay nó chạy tới đó, cái chắp nó lấp lại, cái nó bành ra không nổi, cái nó ở đó. Ở đó ghe đứt cố chạy thẳng qua là tới bên đám cháy, cái chỗ đó thì phèn quá rồi, cỏ rác gì không có mọc được hết trơn, bên kia đám cháy thì phát được. Thì ông này là ông thì đó ông giải nạn cho đứt cố rồi đó, rồi ông Sáu Bông Chèo này đó là bắt đầu bự cái đám, lúc đó là ông quá lớn rồi. Mà ngày 21 tháng 2 mà cái đồng này hồi đó ông bà nói lại, mấy vị tiền bối nói lại đó, nước thôi đinh đinh chứ không phải mà như bây giờ, rồi không phải từ từ nổi lên sao giết bây giờ mới làm ruộng làm rẫy được, chứ hồi nước là rừng những cây cối rợp nước không à, cho nên ta mới gọi là láng linh. Vì lẽ đó Đức Cố mới phát qua tới là chân núi, Đức Cố mới nói với ba quân tướng sĩ nó, thôi cái thời đã hết, thôi tôi để đi để ẩn chỉ quy điền, còn các ông thì phải giải giáp hết về lo nuôi vợ nuôi con, nuôi cha nuôi mẹ mà chờ cái thời đại, chứ bây giờ tại cái thời nó đã suy rồi. Thì trong ba quân tướng sĩ đó của Đức Cố đó bận biểu hoài, nó thôi bây giờ ông đi đâu tôi theo đó, mà Đức Cố thì không cho, còn là ba quân tướng sĩ thì hết sức bận biểu rồi theo hoài, định định không có đi được. Thì đang định định thì ở trên rừng núi có một ông cọp bạch chạy ngay xuống, mới quỳ xuống mặt Đức Cố. Đức Cố mới nói, nếu như ân trên chư vị chân thần các ngài đến trước tôi thì thôi đứng dậy. Thì bắt đầu ngài nói vậy đứng dậy, cái ngài bước lên lưng thì ông hú một cái thì ông tổng Đức Cố chạy đâu mất tiệp, làm cho ba quân tướng sĩ của Đức Cố không có đi theo được. Rồi mới giải giáp hết mấy giả dân trở về, mới cho bà Cố hay, nói bây giờ ổng tới đó rồi, ổng biểu anh em tôi về mà bận miệu hoài thì chế ông cọp bạch nó sẽ muốn chạy xuống trước đi mất rồi. Mà ổng nói ổng ẩn chỉ quy điền chờ thời cơ, chứ bây giờ nhá là cái thời này nhá là đã suy rồi, không có thế nào chống chọi nổi với người Pháp. Thì đã đó, còn cộng tư thì xong tha vô bị Tây nó bắt, Tây nó bắt nó mới chở về Châu Đốc, nó đem về chển, đem về chển. Mà lúc đó thì cộng tư thì đã đi nói vợ ở dưới Sa Đéc đó, cảm ơn ở dưới Sa Đéc dưới rồi. Chờ đến qua năm đó là tới cái ngày cưới, thì kế giặt tay nó tới nó làm thái quá như vậy đó, thì cho cậu tư thì bị bắt, còn Đức Cố thì mặc tích luôn. Thì dòng vàng đó cũng nói rồi, cho nữ trang cho xong hết trơn rồi. Năm đó cái chuyện nó xảy ra, chuyện xảy ra trong mấy lúc đó thì Đức Cố đã bật tin, còn cậu tư thì bị giam ở Châu Đốc. Bà Cố mới nói thôi cho những người đi lên chển coi, bây giờ không biết tình thế ra thế nào, hung kiếp ra như sao, thì lên tới trển thì để theo dõi, thì thấy Tây nó đem cậu tư ra, nó đãi đàng rồi, nó cho ăn cơm đồ cũng đàng hoàng, nó năn nỉ nó bây giờ ông nó là ra mặt đi, chịu đầu nó làm việc đi, thì kêu quân đồ ra, thì muốn làm chức gì thì nó không chức nấy. Vì thế đó mà bà Cố bà nghe được cái tin vậy, bà sợ cậu tư đầu tay đi, cho nên bà Cố mới gửi đồ vô thì nó xét chứ lắm. Bà Cố mới gói cái đồ bánh tét, rồi để cái dao nhỏ chỏng, để cái lá thơ chỏng, rồi mới gửi vô cho cậu tư, nói bây giờ là cái thời cơ như vậy, mà bây giờ ông Cố đã đặt tin rồi, mà ngày hôm nay gánh họ Trần từ xưa đến nay oanh liệt, có nổi tiếng ở trong là danh nhân của cha, mà ngày nay con thì phải không có là đầu pháp,
thọ tử bất ninh thọ nhục. Như vậy thì mẹ viết ít điều mà con tự coi rồi tự xử. Thì trong cái lúc mà cậu tư trái đó, cậu nói là coi ở trong cái bài thơ của được đức bà có rồi, với thấy cái dao nhỏ rồi, thì nói với mấy ba quân tướng sĩ thì bắt chung với ông đó, nói thôi bây giờ các ông tính sao chứ tôi nguyện sẽ tự sát. Thì trong lúc đó có một ông đội đó, ông đến ông kêu cậu tư ra để mà dụ dỗ này kia cái nọ đó. Thừa cơ hội cậu tư có cái vũ khí trong tay, đâm cái ông đội của người Pháp chết, rồi ông đâm ông tự tử luôn. Rồi mấy người mà bị bắt chung qua tướng sĩ bao quân của cậu tư đó là cũng lấy cái dao đó tự tử. Cho nên người xưa đó, người ta hết sức là một vị anh hùng, không sợ chết, không tham sanh, không quý tử. Vì lẽ đó cho nên bà cố mới nghe cái tin là cậu tư bây giờ đã không tự sát, đã chết rồi. Bà cố nghe cũng quá buồn, nói là nói vậy chứ mẹ con thì nghe đến cũng đứt từ đạn ruột. Trong cái lúc đó mấy người con gái này nghe mới đem sử ra lượt đồ ra nhắc nhở cho bà nó mà giải buồn. Thì trong cái lúc đó ở dưới xe đét á, thì bên xuôi gia nghe cái tin văn vẳng vậy mà chưa biết ra sao. Thì trong cái lúc đó bà cố mới viết cái thơ mới gửi xuống cho xuôi hay và cho là dâu hay nó, bây giờ có hoàn cảnh như vậy đó, ông cố thì đã mất tích rồi, còn cậu tư thì bị tay nó bắt mà bây giờ đã tự sát ở trong khám rồi. Thôi bây giờ cái chuyện vậy nó đã gian dở, vì bao nhiêu đồ nữ trang thì mẹ cho con hết, còn tùy nếu ở về phục vụ cho cha mẹ ở gì được không được thì cho con tái giá. Thì người dâu mới viết cái thơ mới gửi lên cho bà cố, nói rằng vì ngày hôm nay một lời hứa thì cũng là không có quên, cũng kể như là bà ở vậy rồi bà nguyện thủ tiết thờ chồng cho đến ngày cuối cùng, nhưng mà tiếc gì không lên được phục vụ cho cha mẹ chồng thôi, chứ còn quả nhất định là không có tái giá. Cho nên người xưa thà là hết sức là một người chinh liệt, đã mới chồng mới đi nói mà đã hoàn cảnh chồng đã chết rồi thì thôi ở vậy mà thủ tiết thờ chồng cho đến ngày cuối cùng, chứ bà này cũng không có tái giá. Sau khi nhìn bà cố ngồi trong ngóng hoài, nha đức cố đã đi mà không biết chừng nào về mà trong ngóng hoài như vậy, bà mới buồn, bà mới hát một câu hát là chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người áo trắng khăn điều dắt dai. Là ông cố thường thường mặc áo trắng mà cái hay dắt dai cái khăn nhiễu điều đỏ. Nên kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, nói qua cái sự tích của ông Năm Chèo phát hiện từ cái giai đoạn mà Đức Phật Thầy sai ông Đình Tây đến nha, là nhà ông sinh ở giữa đồng đó mà cứu nạn cho cái người vợ ông sinh đã có chữa mà bắt đầu sanh mà không chồng không có nhà, rồi mới sinh được một con sáu năm giò mà ông sáu này nó hình có gọi là cái mình hoa cà, nó hồng hồng đổ mũi đỏ. Sau khi này nuôi lớn ba năm đứt dây đi, đi rồi là sau này mới là giải nạn cho đức cố rồi thì mất tin luôn. Nghe những người tiền bối kể lại đó, sau này ông thả theo sông Mặc Dưng nữa, ông ấy đi ra sông mất. Vì lẽ đó cho nên sau khi này Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời năm 1939, ngài đi dạo Lục Châu, ngài nói nghe là đi tới Dàm Nao nhìn xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bá gia, biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, cho nên ngày hôm nay mới gọi là ông sáu năm chèo. Sau khi này Đức Thầy cũng thường nhắc nhở cái chuyện mà ông sáu năm chèo đến cái thời kỳ là trừng phạt người hung.
Trong cái lúc đi núi Trà Lên, ông Biện Đài ông có hỏi Đức Thầy, sao nghe nói ông 6 năm trèo ở đâu ở dưới mà sau này đến cái thời kỳ để lên trừng phạt người hung mà ở dưới nước như vậy? Dầu cho con gì ở dưới nước thì lâu lâu cũng phải lên ngước một lần. Tại sao nói ông 6 năm trèo ở dưới nước mà mấy chục năm mà không lên là làm sao? Đức Phật Thầy nói, Đức Thầy nói bây giờ ông ở dưới á, mày không biết mày nói vậy chứ ở dưới cũng như có đền đài lưu cát ở dưới á, chứ không phải mà là nói giờ ở dưới nước không đâu. Rồi đến cái thời kỳ rồi mày không lên nghe mày thấy. Ngày sau á, đứa con là ông Biện Đài ông nói với thầy, nói hồi trước đó ông Đình ông được Phật Thầy cho ông một cây sợi dây đỏi và mấy cây lao để chừng bắt ông năm trèo mà bắt không được. Rồi sau này là cũng ông Đình bắt ông năm trèo hay sao? Phật Thầy, Đức Thầy nói, Đức Thầy nói hồi đó thì cái nhiệm vụ đó là Phật Thầy giao cho ông Đình Tây trong cái lúc mà lên mà phá diễu xóm làng này kia nọ đó. Rồi bây giờ cái chuyện nó đã qua rồi, đến cái thời ông Đình Tây ông mất rồi đó, bây giờ sau này đến cái thời kỳ đó là thầy có trách nhiệm, thầy về thầy để nghe là bắt ông. Thầy nói với ông Biện Đài, thầy nói ngày sau thầy về cái bắt đầu nghe là thầy ra lệnh sao thì ông năm trèo là như vậy. Và kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, một hôm nọ tôi đi lên tại tổ đình, tôi mới qua nhà ông Út tôi chơi. Tôi nói thưa ông Út, và lúc Đức Thầy ở nhà đó, thầy có nói những cái chuyện ông 6 năm trèo vậy không? Cái ông Út còn mới nói, để tao chú nói cho con nghe. Lúc Đức Thầy ở nhà, Đức Thầy cũng thường chạy qua lại nhà chú. Đức Thầy mới nói sau này đó là Đức Thầy sẽ xa vắng bổn đạo trong thời gian không biết thầy ở đâu hết. Ông Út cũng hỏi vậy rồi thầy về không? Nói về chứ. Rồi ông Út hỏi chứ chừng nào thầy mới về? Cái thầy mới ngồi sắp bàn lại, thầy để hai cái tay trên hai ốc ghế. Ông Út nói thầy ngồi một cách rất là gọn ghẽ. Thì thầy mới nói ông Út mà, đến cái thời kỳ sau tôi xa vắng bọn đạo thời gian á, mà ngày tôi trở về đó tôi ngồi như vậy nè, rồi đồng vàng thọ tôi chiếu diệu vào mà. Vì cái chuyện này không phải như không, mà ông Út nói vì tôi qua đó tôi ngồi tôi nói chuyện với ông Út, mà tôi nói ông Út mà chắc sau này mình về kiến an hả ông Út? Ông Út hỏi về bên chi mày? Tôi nói sao tôi nghe trong giảng chính bổn Kim Cổ Kỳ Quang có nói, Tổng Định Hòa người tới dãy đầy thiền chèo mát nước qua rài kiến an. Ông Út nói người ta đi chứ mình không đi mẹ ơi. Tôi nói sao mà mình không đi ông Út? Vì bữa đó Đức Thầy ngồi tại đây là Đức Thầy ngồi kiếp già, mà Đức Thầy để hai cái tay lên bắp ghế. Đức Thầy nói ngày sau thầy xa vắng bổn đạo trong khoảng thời gian để thử thách lòng người, mà sau khi này thầy trở về thầy ngồi như vậy nè, mà rồng vàng thò thầy chiếu diệu. Vì lẽ đó Đức Thầy mới đọc lên một câu, Đức Thầy nó hòa hảo trở lại có Đức Thầy kiên an ba thơi sung dày võ văn. Đức Thầy nói ngày sau tôi trở về đây là ông Ba Thới về ở bên Tổng Định Hòa đó, quỳ quần tụ anh hào ở bển. Cái Đức Thầy đọc lên câu nữa, Đức Thầy nói Tổng Định Hòa quần tụ anh hào hưng nhân hòa hảo đồng bào chen chân. Đức Thầy nói cái đồng này ngày sau mà tôi đi một thời gian tôi trở về rồi là người ta chen chân hết. Thì mày, ông Út nói mày nghĩ coi, đã ông Ba về bên kiếm an ở bển thì thầy về đây rồi mình đâu có đi nữa, cho mình thầy về đây thì mình ở đây, mà tao đổ là miệt thiền chèo mát nước qua đài kiến an nào bên đất liền tao qua mày ơi, mình khỏi qua. Bởi vì ông Ba ông về ông quần tụ anh hùng ở bển thì Đức Thầy về đây. Vì lẽ đó ông Ba ông dựng cờ chiêu an ở bển thì Đức Thầy về đây, cho mình thì ở đây, Đức Thầy về là mình có đi đâu nữa. Vì lẽ đó cho nên tôi được nghe lời của ông Út nói như vậy,
Bây giờ tôi xin nhắc lại đó là lời con Út. Thầy nói với con Út, thầy nói ngày sau đây qua Kiến An không phải đi đò. Út nó hỏi ông đi đò làm sao, nó tới cái lúc đó đó ông thấy ghe người ta đậu từ bên Kiến An qua Hòa Hảo vô Bằng nghẹt hết trơn hết đội, cứng hết, khích chiết hết rồi ông đi trên mua ghe qua. Thì Đức Thầy mới nói với ông Út, sau này tôi vắng bổn đạo trong một thời gian rồi tôi trở về sắp xếp công chuyện, rồi trong khoảng thời gian của tôi đi nữa. Con Út nó ủa sao mà thầy về không ở luôn mà thầy đi? Thầy nói Út ơi, tôi về tôi sắp xếp công chuyện đó, thì trong vòng tuần lễ cái ông 6 năm trèo nổi lên, nổi lên mà tôi bỏ tôi đi. Con Út nói sao vậy? Nói vậy chứ ông nghĩ coi, ông lên 6 năm trèo, thầy kêu 6 năm trèo không à, chứ không kêu ông 5 trèo. Thầy nói 6 năm trèo mà nổi lên rồi đó, trừng phạt người ta quá khứ đi. Rồi ở đây thì động lòng từ bi đâu có thể mà ngó được, mà ra tay mà trị sớm thì lỗi với thiên đình. Tôi ra đi chừng nào 6 năm trèo mà trừng phạt đủ số rồi tôi mới trở về. Tôi nói cho ông Út biết nha, đến ngày mà 6 năm trèo mà nổi lên rồi một cái đó, rồi quốc gia nè, rồi nước ngoài nè, thần công nè, đại bác nè, tàu chiến nè, máy bay nó súng lợi, nó trị ông 5 trèo mà nó trị không lợi. Tôi nói cho ông Út biết nghe, 6 năm trèo sao nó có thần thông nữa, nó quá cù rồi nó có thần thông nữa, cái bắt đầu là tàu rồi lại gần nó thổi trong miệng thổi ra lửa phà ra trái tàu, rồi máy bay bay nó thổi lửa lên bắt đầu nó là mấy đây bỏ bom xuống ông dùng thần thông bay lên mai ông thổi lửa ông máy bay nó cháy nó rớt rồi máy bay nó không dám lại gần, rồi súng nó bắn cũng không xẻ, rồi nước này vô làm không nổi. Mà sau này 6 năm trèo mà nổi lên rồi đó, thầy báo cho ông Út biết không phải nuốt riêng một nước mình, mà ông Út nó không biết là nuốt bao nhiêu nước mà ông không có hỏi nữa. Sau này đến cái thời kỳ ông Út ráng lo tu hành đi, và ông đứng đó ông coi không sao, còn kẻ nào mà không tu nghe ông Út, người nào mà giả đạo hay là những kẻ không tu làm những cái chuyện bất lương đó, thì chư thần nắm cổ tấn vô cho ông nuốt. Trong khi đó nó làm thấy người ta mà chạy ngay lại, người ta phóng xuống là lộng gấp con ăn đó, là chư thành xô đó Út ơi. Đức Thầy nói nghe, nhảy xuống lộng gấp nuốt, gấp nuốt cho đến no rồi là ông không nuốt nữa, cái bắt đầu táp cho ông gãy vỏ. Sáng mà tu đi rồi ngày sau từ đây mà dài dài xuống chợ mới đó, ông coi tay nó trôi dập dìu mà máu chảy thành sông ông Út ơi. Thì cái lời con Út kể lại, con Út nói nghe nói rùng rợn lắm mày ơi. Thì nước này vô nó làm hết sức không lại, cái nước khác nó vô. Cái các nước nó nói, cái nước là ai mà anh nào mà vô mà trị được con Nghiệt Long này đó, thì được làm là anh trả trong cái thời kỳ này. Vô nước này kia vô tới nước kia, thầy nói sau này 18 nước đại cường đều có mặt hết. Nó bắn, nó bỏ bom, nó làm gì không sẽ trên cuối cùng quá khứ rồi, cái nó mới hội tại đó. Cái nó nói bây giờ làm sao, anh còn cái thứ nào nữa không? Nó thôi tôi cũng làm hết được rồi, súng ống tôi và đồ đạc của tôi cũng hết khả năng rồi. Ông khác cũng vậy, nói giờ tôi cũng hết rồi, tài liệu của tôi tới đó thôi, chứ tôi không còn thứ nào trị nữa được. Hội lại tại đó, nó thôi bây giờ khoa học của mình đó mà trị không nổi rồi, không lẽ để nuốt quần chúng hoài như vậy là hết sao? Bây giờ phải làm sao mới được? Cái nó hội với nhau có nói thôi bây giờ mình còn cái điều là mình phải cầu trời khẩn Phật cho trời Phật cứu sao, chứ giờ mình phá học mình làm hết nổi rồi. Cái nó hội xong rồi đàng hoàng hết trơn, nó lập cái bàn hương án tại đó, đèn nhang đàng hoàng hết trơn hết trọi, rồi 18 nước đại cường quỳ xuống mỗi một người cây hương là chắp tay nguyện giấy hoàng thiên hậu thổ Phật trời cứu độ chúng sanh, chứ anh em chúng tôi bây giờ khoa học chịu thua rồi. Quỳ xuống ngay nó nguyện hương xong rồi cây hương, như Đức Thầy nói cây hương cháy tỏ lên, nó tắm hương nó cầu nguyện xong rồi Đức Thầy về tới.
Thầy về tới thầy bắt đầu là thầy đi trên mặt nước. Thì con là long ác nghiệp này ông lặng rồi, ông không có nổi nữa. Thì về tới cái cát nước nó dòm thấy có một vị đi trên mặt nước như vậy thì nó thấy cái chuyện lạ. Nó mới súng lại, nó mới là tiếp nghiên. Đức thầy hỏi sao? Các con còn ai có cái tài gì ra trị được không? Thôi ông nào ông ấy chịu lắc đầu hết, nói thôi quá khứ rồi anh em chúng tôi thua. Giờ mấy ông thua mấy ông đứng qua bên nha. Tôi thì không có vũ khí, không có đồ tối tân gì hết để tôi trị thứ coi. Thì đức thầy nói như vậy rồi cái đức thầy kêu ông nó bắt đầu ông nổi lên cái tay thì chỉ đâu thì ông dòm theo đó. Cái đức thầy nói đến đây đó thì phận sự của ông đó đã đủ rồi, không có còn trừng phạt nữa. Vậy thì ông phải trụ hình lại. Đức thầy chỉ một cái dùng mình cả mất tiêu. Thì khi nghe là một chút thì từ ở dưới sông lên thành một con long mã, đầu rồng. Mình thì mình ngựa mà lại là có cái hàm ống trên lưng. Vì lẽ đó cho nên quỳ xuống trước mặt thầy. Đức thầy mới nói thôi để tôi biểu diễn cho mấy ông coi nha. Thì đức thầy bắt đầu bước lên lưng ngồi trên hàm ống đó thì bắt đầu nó nhảy nó múa. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, hỏi vậy chứ mình thấy con long mã giả ở đây nè mà nó múa mình thấy còn mê con mắt. Bây giờ con long mã thiệt mà là thầy đã cởi trên lưng rồi, nó múa nó nhảy thôi dòm thấy mê con mắt. Cái nó chạy trên bờ đá nó múa rồi có nó chạy thẳng ra mình sao, chạy trên mặt nước múa, múa trên mặt nước mồ hôi nó bay bỏng lên nửa lưng nó múa. Thì chừng đó các nước thôi phục tùng. Bây đức thầy nói chừng nào thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời nay mỏng tợ màn the, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Thì thầy tới chừng đó các nước mới phục thầy, chứ bây giờ thì không có là phục. Vì đã đó cho nên đức thầy có nói ở trong cái bài nhé là anh hố hồ phan đó, anh hố hồ phan tình lan sự xế mắc kế trương lương tự ác thương hương mắc kế trương lương hò sang sự xế mắc kế trương lương tự giác thương hương qua trương thơ khí lập chí hiền nhân nên mới có cơn thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim cử cử uy nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ba hàng phục. Sau này đến cái thời kỳ đó thì các nước nó vô tranh giành châu báu, thầy về thầy nói chơi cái thì người ta cũng hàng phục hết. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, vì đức thầy có trách nhiệm là tá quốc an bang nước nhà vững đạt nam đàn hiển vinh, thì ngày hôm nay đức thầy có trách nhiệm vừa nhà tá quốc vừa an bang, và ngài đã có trách nhiệm để thay mặt Đức Thích Ca Mâu Ni vào thời mặt pháp để đem cái chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni để canh tân và giáo điều, để đem đưa con người đi đến thượng nguồn thánh đức và dự hội long hoa, và có thể những người có thiện căn được giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, sau này nó nhiều những cái chuyện rất là diễn biến hết sức là màu nhiệm cao siêu. Chứ bây giờ đây đó thì chưa tới thời kỳ, cho nên đức thầy nói ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Thì đến cái ngày mà Đức Thiên Đình đã dĩ định rồi thì đức thầy có cái trách nhiệm để ra để lo tất cả những tá quốc an bang, rồi vua chúa phục hồi, 18 nước đều phục tùng hết. Vì lẽ đó cho nên ông sư giải có nói việc nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Bây giờ thì nước Mỹ, nước Nga, nước này nước kia đó thì người ta đã trên hết, nhưng mà sau này đến cái thật. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo,
tới chừng các nước được phục tùng rồi là đến ngày đó đó nước Việt Nam là bá chủ. Cho nên ông Ba Thới có nói, ngài nói rằng ngày sau đó thì nước Việt Nam là tiền hớn Đại Nam Quốc trên hết. Ông nói đến cái thời kỳ lập quốc rồi, Đức Minh Vương trị chúng thì thế giới bình an. Mà tại sao mà Đức Minh Vương trị chúng? Là đến cái thời kỳ rồi đó thì các nước nó vô nó tranh giành châu báu. Đức Thầy nói quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thây phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng nó kêu mời phải âm. Vì đã đó cho nên sau khi này đến cái thời kỳ mà được lập quốc là đến cái ngày đó, các đứng thiêng liêng, các bậc nghe là Phật Thánh Tiên đã được xuất hiện, cũng như lời trong Kim Cổ Kỳ Quang có nói, sau này đến cái thời kỳ lập quốc xong rồi thì nước Việt Nam gọi là Đại Nam Quốc. Cho nên Thầy nói với cái câu ở trong bài Năng Thơ Cảm Tú: khắp các nơi chư quốc sinh thành, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lành ngũ sắc hào quang, Phật Thánh Tiên Đông Độ bước sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hay biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm lưới trời, khắp thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đạt dẫn, nơi triều ca gầy dựng tôi hiền, giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay mấy lệnh, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tuồng, cỏ cây cùng điểu thú chiêm muôn, nhân dữ vật cũng quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ nhà nhà thạnh thới. Hay là mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc trò thầy được đăng tiên. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, đến chừng đó thì ông Ba có nói rằng 26 là tuổi vua mình, 26 là tuổi vua mình, thập tứ hưởng thọ triều đình gia tăng. Có một nàng hoàng hậu Hiệp Trang, tuổi vừa 28, trời trăng hiệp hòa, phụ mẫu trường thọ, nước nhà nhất phu nhất phụ hiệp hòa quy can. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, đến chừng đó ông vua chỉ có một bà hoàng hậu thôi, mà ông vua ra đời đó là Minh Vương trị chúng đó là 12 tuổi, và các nước và các chư hầu gia tăng lên 2 tuổi là 14 tuổi. Bởi vì 26 là tuổi vua mình, 26 tức là 12 thì nghĩa là thập tứ hưởng thọ triều đình gia tăng, thì thập tứ tức là 14. Có bà hoàng hậu Hiệp Can, tuổi vừa 28, 28 là 16, trời trăng hiệp hòa, phụ mẫu trường thọ, nước nhà nhất phu nhất phụ hiệp hòa quy can. Như vậy thành ra ngày sau này đến cái thời thượng nguyên thánh đức, con người sống dư muôn tuổi. Vì trong Kim Cổ Kỳ Quang có nói: đồng cần lố, nhà dọc dĩ ngang, phố phường chợ quán giàu sang muôn nhà. Ngày sau con người trẻ không có già, 80 mấy có vậy mà con so, ngoài lê dân sự nghiệp đủ no. 10 người sanh được con so có một người, người vui tư ăn nói, người tốt tươi ăn nói vui cười, dư muôn tri hậu tuổi người so le. Dư muôn tức là con người đời thượng quân thánh đức sống trên 10.000 tuổi. Một muôn tức là 10.000 mà dư muôn, tới chừng đó sống trên 10.000 tuổi mà con người rất tốt đẹp, rất là mình nha, là chi răng thì trắng, da thì trắng, tóc thì dài da trắng, gọi là tóc dài da trắng, phượng long dạng hình. Đến chừng đó con người tới 80 tuổi mới có con so,
70 mới dựng vợ gả chồng, 80 mới có động thần thọ thai. Mà ngày sau đó sanh con ra một cách rất là trong sạch, không con người từng ngày sau bên nữ đó không có nghĩa là kỳ kinh gì hết, trong sạch. Mà 10 người mới sanh nặng con so có một người, 10 người mới một hai người sanh con vậy nó khó kiếm con lắm. Con người thì sống dài dặn, không già không bệnh, không ngày nào lo, lúa thì lăn về tới nhà cho mình ăn, hột lúa trời gạo đỏ điểm phiên trái dừa nhắm sức của tiên cho mình. Hột lúa ngày sau bằng trái dừa đó, mà nó rất là ngon. Lăn về tới thời kỳ rồi là lúa lăn về tới nhà khỏi cắt khỏi gặt khỏi gì hết, ngày sau nó sung sướng lắm. Ngày sau không nếp mà quét bánh phòng, còn hai thứ gạo giữ lòng làm ăn, chừng nào nhật nguyệt hiệp căn, ngày thời ông mọc đêm trăng sáng hoài, ngày thì trời mọc đêm thì trăng mọc, mọc đâu thì lặn đó, cũng như thế mặt trời mọc hướng đông rồi đi quành qua hướng tây, đi chở gì hướng đông lặn, chứ không có phải mà mọc hướng đông lặn hướng tây. Còn mặt trăng ngày sau á mọc là mọc hướng tây, mà đi quành giáp vòng nó chở gì hướng tây lặn. Vì lẽ đó cho nên ngày sau một ngày nó dài dặn dữ lắm, chứ không phải như bây giờ mà sống ngày sau sống một muôn năm đó bằng bây giờ sống hai ba muôn năm, là bị gì cái ngày giờ bây giờ nó ngắn, trong cái thời hạn nguyên này cái ngày tháng nó ngắn, mà tới cái thời sau đó cái ngày nó rất là dài dặn. Đồng cần lố nhà dọc dãy ngang, phố phường chợ quán giàu sang mua nhà, nó thấy cái chừng đó nó sung sướng dữ lắm. Chi sự tiền lập hậu chánh minh, nhà thì không đóng cửa, quản thinh đêm ngày, ngày sau lọc lừa lại rồi không còn người gian dảo nữa. Mệt thì nằm nghỉ khỏe cuốc cài, hỏi chứ lúa lăn thì tới nhà rồi còn cuốc cài nữa, nhưng mà ngày sau cũng còn làm rẫy làm đồ để có việc sinh hoạt. Nhưng mà những người tu được có thần thông biến quá lo cho nước cho non, còn cũng có một số người cũng còn làm ăn. Nó vì lẽ đó cho nên chi sự tiền lập hậu chánh minh, nhà không đóng cửa, quản thinh đêm ngày, mệt thì nằm nghỉ khỏe cuốc cài, kẻ chài người lưới đêm ngày như nhau, ngày sau không có chài có lưới nữa. Những vật nào trời Phật cho dùng, trời xanh để lợi hưởng cùng vạn gia. Kẻ chài người lưới đêm ngày như nhau, kẻ đi trước người lợi đi sau, kẻ lui người tới cùng nhau mịt đường. Chợ thì đêm ngày nhóm cũng tầm thường, chùa công lui tới chật đường người ta, có xe hơi xe kiến vào ra, đường gầy xe lửa chạy xa chạy gần, dưới sông tàu chạy nghe rần rần, trên bờ xe máy ngựa trần chạy đua, mời ta tám nước đâu đó đều thua, lầu đài phố xá thành vua tốt kỳ. Ngày sau 18 nước không có nước nào bằng nước Việt Nam mình hết, lầu đài phố xá thành vua tốt kỳ. Ngày sau này là nước Việt Nam mình nước Nam Kỳ như bức tượng tranh, ăn nói dịu ngọt mà không lanh tánh tình. Nước Việt Nam sao nó đẹp cũng như bức tượng tranh vậy, bức tượng tranh dòm hoài mình thấy mình không có nghĩa là nhàm. Mà ngày sau nước Việt Nam mình ngày sau đổi lại là một nước rất là dịu màu, hết sức là tốt đẹp. Vì lẽ đó cho nên đất ruộng mẫu thì Phật lập bờ dâu, đàn bà thì tơ lụa cùng nhau có một nghề, đàn bà thì làm tơ làm lụa này kia nó có nghề. Nước Việt Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí huệ nhiều người giỏi thay, không cánh mà đi đặng trên mây, phép tài văn võ hơn nay nước nào, hữu quân sư thượng trí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào binh thơ, 18 nước tài phép trơ trơ, Phật thâu trả quả ngảnh ngơ chư hầu. Ngày sau bây giờ nó phải học nó giỏi nó làm dữ, vậy ngày sau Phật thâu phép hết trơn rồi nó ngảnh ngơ, Phật thâu trả quả ngảnh ngơ chư hầu. Sao nó chư hầu không mà không còn nước lớn nữa. 18 nước lai giáng hàng đầu, hàng năm cống lễ qua chầu hớn ban, Phật thâu hết các chữ đa đan, chỉ tồn nhất tự nam ban tiếng mình. Các chữ chữ Tây chữ Tàu chữ này và nọ gì nước nào thầy cũng thâu, Phật cũng thâu hết, không còn cái chữ của nước nào hết, chỉ tồn nhất tự là một thứ chữ mà nam ban là tiếng mình, nói tiếng Việt Nam hết, không có cho nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng gì nữa hết, cứ nói tiếng Việt không. Người thì khác người, ăn nói có một tình,
người thì cũng có da đen, da đỏ, da trắng, da vàng, kẻ thì mũi cao, mũi độ cũng có đủ hết. Nhưng mà có cái điều ăn nói là có một tình, là ăn nói một thứ tiếng mà thôi. Binh thơ đồ trận là nước mình tài năng. Nước mình sao là tài năng hơn hết như vậy. Quý vị thấy á, nghĩa là có sự sung sướng nào hơn. Mình ráng lo tu hành, dầu cho mình không có, chưa có được về cõi Phật đi nữa, về cõi Thánh Đức Thượng Nguyên một cách rất là sung sướng. Chừng đó nước Việt Nam mình nhằm cõi Trung ương, có Phật tiên tại thế, mình sống đồng chung với Phật, sống nghe là kêu bằng Phật, nghe là với mình đó, kêu mà ở chung đó, là không có nghe là kêu bằng Phật, mình với Phật kêu bằng đồng ở cư ngụ có một chỗ à. Đức Di Lạc thì xuất thế anh hùng, Quan Âm ứng hiện tương phùng bá gia, Đức Di Lạc thì xuất thế xuống làm nghe là chân sư. Nghe trong nước Việt Nam mình thế là quá thân đi dạy đạo đầu này đầu kia mà dạy trong nước Việt Nam không, bởi vì nước Việt Nam là cõi Trung ương, sao Phật ở cõi Trung ương, có Quan Âm xuất hiện nữa, rồi Di Lạc xuất thế nữa. Mà ông Di Lạc thì ông đi thỏng đất cỡ chừng năm đất, không có đi sát đất như mình. Mà cái tướng ông đi đến đâu cảm quá quần chúng dữ lắm, ông nói ông cười, ông nói ông cười. Cho nên ngài sẽ Đức Thầy mới nói, Đức Thầy nói, Đức Thầy chỉ quán thấy trong các nước, tất cả trong thế giới này, ai vì say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả nên Đức Trời đã trị tội. Thầy xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, nên chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị trên tiên lâm phàm độ thế. Trước thì ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện, hoài đầu cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn. Kiếp đến long qua trầu Phật, trước biết rõ lực trời thưởng phạt cùng hữu duyên Phật pháp nhiệm màu, rồi kiến diện bậc chân sư mới tu hành mau đắc quả. Sao mà làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, thì như vậy thì mình ráng lo tu đặng có phước duyên tồn tại, đặng sống đến đời Thánh Đức Thượng Nguyên. Đến đời đó đó, Đức Di Lạc mới xuất hiện là chân sư. Có một cây cội long hoa rất lớn, ngày thiết pháp ba tràng thiết pháp tại cội long hoa, là tới chừng đó, đó những người còn lại đó tu hành đắc đạo vô số đếm. Cho nên Đức Thầy kêu mình, khuyên mình làm tròn cái nhân đạo cũng hay, rồi ráng lo tu đi. Rồi đến ngày đó thì có Đức Phật Di Lạc xuất thế, rồi chân sư nghe ngài dạy, rồi mình được học thông thái rồi, thì bổ sứ ra các nước ngoài cho những người là đạo Phật trong này đi nước này nước nọ để bổ sứ đi dạy nước này nước kia. Còn có một quân sư Thượng Trí Anh Hào đó dạy 18 nước đó, thì ngày sau này đó một quân sư là ai, là Đức Thầy mình sau là quân sư, ngài là đi dạy các nơi. Mà trong có phần xác của Đức Thầy đó, ngày sau này Đức Cử còn ở lại phần xác để lo làm phận sự. Còn Phật Thầy thì ngài nói Chúa vững ngay vàng sải mới yên, lìa nơi cảnh tục trở về tiên, không còn tham liếng nơi trần thế, vì cải thế gian hết não phiền. Chừng nào cái cảnh thế gian này hết phiền não rồi, trở lại Thánh Đức Thượng Nguyên rồi, thì Thầy Phật Thầy về ngôi vị, còn Đức Cử thì ở lại phần xác để bảo vệ, để lo là gìn giữ đất nước, hòa vua giúp nước và tá quốc an bang, và đi dạy nước này nước nọ. Vì một quân sư Thượng Trí Anh Hào dạy 18 nước, là có một vị quân sư mà dạy 18 nước. Còn những người tu hành được có căn rồi đó, thì Đức Thầy cũng cho mình đi nghe là bổ sứ chỗ này chỗ nọ để giảng giải cho người ta nghe. Vì lẽ đó cho nên chúng ta tu đây thì ngày nay thấy như vậy là tầm thường, mà Đức Thầy nói rằng ta bây giờ tu niệm tầm thường, chứ sao danh thể xạ hương khắp chốn. Sao cái danh mình nó bay khắp chốn quý báu xạ hương, tức là nó thơm tho vô cùng quý vị ơi. Cho nên ráng mà lo tu, không tu uổng lắm. Đức Thầy nói cho mình biết rằng xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây, mà ngày nay Đức Phật được giáng sanh xuống đây, được gặp Phật là nó quý báu vô cùng. Nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn. Thân người thấy vậy, mà Đức Phật nói đã bỏ cái thân này rồi,
khó mà kiếm được cái thân khác. Vì nhân thân ngang đắc khó được cái năng người, mà đắc được cái thân người rồi Phật pháp nhân gian rất là khó thấy được cái pháp của Phật. Mà ngày hôm nay mình sanh lên được làm người, rồi nghe được chánh pháp thì có cái quý báu nào bằng. Cho nên Đức Thầy nó đạo hiểu rồi ngon tợ gọi anh em, tuy cõi thế lắm đem trần tục. Rồi câu sau Đức Thầy nói đó, nghĩa là mùi đạo diệu gọi anh em khó sánh. Thì ngày hôm nay á, mới hiểu đạo thì nó ngon như gọi anh em, mà tới chừng nhận được cái chân lý của đạo rồi thì gọi anh em cũng không có sánh được. Ngày hôm nay chúng ta được sanh ra làm người, rồi được nghe được chánh pháp, thấy được pháp sanh diệt của Phật tu hành thì nó quý báu vô cùng. Cho nên Đức Phật nói nhật quốc tính bất năng khiến diệt pháp bất như sanh nhất nhật, nhi đắc kiến liễu chi. Đức Phật nói rằng chúng ta sống, con người sống 100 năm mà không thấy được cái pháp sanh diệt của Phật không bằng người sống một ngày được thấy rõ. Một ngày sanh lên mà mình đã thấy rõ được cái pháp của Phật rồi chết nó quý hơn là người sống 100 năm mà không hiểu được cái chánh pháp của Đức Phật. Vì lẽ đó cho nên sự tu hành là nó quý báu vô cùng. Nếu về được cõi Phật thì bất sanh bất diệt, không còn sanh không còn diệt nữa. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đây đó là phải hành về cái pháp môn tịnh độ. Vì môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, song thiền giác trước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài là hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Nếu mình tu hành mà làm được nhiều đa tức là nhiều, nếu nhiều phước tức là nên. Ráng cao tâm luyện tánh cho bền, niềm ân nghĩa toàn đền dứt nợ. Thì ao sen báo Tây Phương nó đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần thâm, được tâm pháp bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương nó dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, nếu thắng thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thập tam am dẹp bằng trí kiến, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần thì lao lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt. Sống ở trong dòng ngũ trượt cái thân này nè, hôi tanh mũi ruồi nó đón rước, thêm nhọt u ghẻ lát phun cùi, đâu lúc nào tàn vẹn an vui, là kiếp trượt ta xin kể trước. Dòm việc quấy ngắm điều bạo ngược, mắt trông vào những chỗ để hèn, nào đặng xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiến trượt diễn ra như vậy. Cái trí thì vẫn dơ, tưởng nhớ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế và tan bề tháng thối, ghi thù oán trưởng điều đáp đối, là ma phiền não trượt đắm sai. Vì có ma phiền não trượt đắm sai, cái chuyển lưng trong nhân vật các lại người căng mờ ám làm điều dại dột. Nếu con người mà sanh được làm người nhiều kiếp thì nó sáng suốt, mà nếu sanh qua cái là vật mà để đi trả nợ cho nó rồi thì cái căng con người sanh trở lại làm người nó cũng là mờ ám, nó không có nó là sáng suốt gì hết, rồi nó đi cái chỗ chìm đắm hoài. Chúng sanh trượt ca đà kể nốt, còn thứ năm là mạng trượt chung, số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu qua nguyệt là thung dung cẩu thả. Ưa đẹp mắt mến điều mới lạ, sang qua quyền hối lộ gần xa, nghèo thì a vua bợ đỡ, nịnh tà khó trộm cướp cũng là nhơ xấu. Hãy nguyện cùng Phật dứt tâm trần cấu, ít mà còn trừ thêm thập ác dưỡng thân, thiên nữ nam suy nghiệm chuyên cần, ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiện. Cái khẩu nghiệp này nó nặng lắm, cho nên Đức Thầy nói cái khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết, phải lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng thân dung mà đối đãi lẫn nhau, lấy lòng bác ái nhân đạo để cư xử với mọi người. Nhưng mà cần phải hiểu cái lý nhô vô ngã của nhà Phật đó, rồi hãy gắng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Mà ngày hôm nay mình muốn cho thầy để ủng hộ thì phải tìm hiểu được cái lý vô ngã, tức là cái lý không ta, diệt bỏ hết cái tánh hồng trần này, không còn chấp ngã gì hết. Rồi từ ngày đó là Đức Thầy được ủng hộ mình. Mà Đức Thầy ủng hộ mình thì có cái sung sướng nào hơn chứ quý vị đồng đạo ơi. Bây giờ chúng ta đây, ngày hôm nay sanh ra đây, được gặp Phật, đồng sanh một lượt với Phật thì nó quý báu vô cùng. Đức Phật nói sanh trước Phật cũng là vô phước, mà sanh sau Phật cũng là vô phước. Mà ngày hôm nay ta đồng thời sanh một lượt
chứ thời kỳ đó Phật ra đời thì nó quý báu, không có quý báu nào bằng. Như vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không lo tu? Mà tu được, diệt được lòng trần rồi thì cái con người mình đến cái ngày chết mà niệm được Phật, được nghe là tinh tấn, được tỉnh táo rồi thì cái hồn mình nó được nhập vào thai sen. Đức Thầy nói thần thức nhập thai sen tinh hảo, chẳng có màng lo nổi khổ sanh. Thân thì thân, công đức hiền lành. Thân mình cũng làm có thân, mà về Phật cũng có thân, mà cái thân của Phật nó thì công đức được hiền lành, bất di dịch, nó không có dời đổi gì hết. Khỏi gì khổ lão là tức là con người không có bị già, không có bị gì nữa hết, không có bị khổ lão. Bất di dịch khỏi gì khổ lão, thể thanh tịnh thường không viên não, hết lo tan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa ta thác cuộc lao đao gì nó. Đức Thầy nói bây giờ Thầy thác cái cuộc lao đao gì cái sanh lão bệnh tử rồi đó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tức là tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Phật và ta đồng thọ, tức là Phật sống bao nhiêu thì chúng ta cũng vẫn sống như Phật vậy, sống y như Phật vậy. Đồng thọ tức là sống hoài. Tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia không dám bắt hồn, nó thác luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Rồi cuộc y thực thì muốn chi đủ thứ, để tư tưởng mình vừa nghĩ đến cái chuyện đó, muốn ăn cái món gì thì cái món đó nó hiện lại cho mình ăn. Chẳng nhọc nhằn lo việc sanh nhai, mình ở thế gian thì nếu muốn ăn thì phải chạy lo, muốn có lúa phải chạy đi dọn đất, đi mần cỏ, đi cày, đi cấy mới có. Mà về cái cõi đó rồi mình tự tại an nhiên, muốn cái gì có bánh ấy. Nghe là vì đã đó cho nên cái cảnh Phật là cái cảnh hết sức là an nhàn tự tại. Đức Thầy nói là mình bây giờ không nghe là mình thoát được cái cảnh trần gian này rồi, đó là mình về cảnh nào cũng sướng hết, nhưng mà cảnh tiên là cảnh nào cũng còn luân chuyển, mà cái cảnh Phật là không luân chuyển nữa. Món y thịt muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bát đắc. Cả hải chúng thảy đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ăn quyến thuộc chuyện trò. Về cảnh đó không có còn ái ăn nữa. Quyến thuộc là thân quyến với nhau, thân thuộc với nhau, chuyện trò với nhau vậy thôi. Quyến thuộc chuyện trò, nước sống khổ, thương yêu ly biệt, nó không có còn có bị thương yêu ly biệt gì nữa hết. Chữ hòa thuận thì kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi đành thân thượng hạ, chẳng có câu oán ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt cũng tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ rầu buồn lo sợ chẳng còn. Còn cái chốn ta bà này tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Thầy biểu mình sớm thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tậu rồi mới hối thì muộn màng. Chưa cho bằng ta sớm lo tan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành lâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân mà thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến nghe cho khó tránh. Nếu tu thân này mà hẳn hờ, đến chừng quả đến là tránh không khỏi nha toàn thể chư quý vị. Thì bây giờ ta phải ráng lo trước đi. Đức Thầy nó khuyên người rèn sớm thì xài nó lâu hư. Như vậy thì ta phải rèn trước, phải lo trước, phải niệm Phật trước, phải tư tưởng quấn tập trong cái tâm hồn của con người, phải dứt bỏ tất cả hồng trần. Thì ai nó cũng vậy, ai cũng có sự nghiệp, cũng có gia đình, cũng có nghe là sự nghiệp mới sống được, rồi lo những cái chuyện sanh nhai mưu cầu mới sống. Nhưng mà tập cái tánh mình đừng có cho bảo thủ, đừng có cho mà mình để nha quyến liếng nó lắm. Có là cũng có, mà cái có này mình biết rằng cái sự giả tạm, vì cái xác thân này đã giả rồi, mình không có bảo tồn nó được, mình không gìn giữ nó được, thì tất cả những cái vật chung quanh mình nó còn giả hơn nữa. Thì bây giờ sống là sống, nhưng mà làm thì làm, ăn thì ăn, còn thì xài, mất thì bỏ, cũng không gì cái quyến tiếc đó bận lòng lo rồi nó đi đến cái chỗ phiền não phiền phức ngày kia kia nọ, không làm lấy gì ăn. Cho nên mình còn xác thân thì phải còn mưu cầu có lẽ sống còn,
kẻ thì mua tả bán tầng, người việc này việc nọ, cũng vì sát thân mà gây ra cả. Đành ra thầy nói đời sống của họ bị sự sinh nhai chi phối, mà cái chi phối ấy nó khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc, không làm việc gì xảo trá bất nhân để mưu cầu cái lẽ sống, mà họ còn nguyện bỏ các nghề nghiệp gây tai hại cho người, con người như nuôi điếm nè, báo phiện, buôn rượu, đầu cơ, cho dây cắt cổ, vân vân. Đức thầy nói đành rằng người buôn bán ấy không ép buộc bạn hàng, song có họ làm ra các nghề nghiệp ấy, con nguyện bị hư hỏng. Kẻ thì trị lạc quan đà, người thì trà đình tủ điếm, họ đã đồng lã mà phạm nhân với kẻ dựng gặp xây xưa. Nếu mình không hút thuốc mà mình bán thuốc làm cho người ta ghiền thì cái đó mình cũng có đồng tội. Không uống rượu mà bán rượu cho người ta uống say xưa, phá xóm phá làng, quánh vợ quánh con, làm những cái điều nghe là tội lỗi, thì mình cũng có liên hệ với những người đó. Như vậy cho nên phải cử hẳn cái nào mình thấy mình không nhiễm, không ghiền mà không gây cho người ta ghiền. Nếu mình bán cho người ta tức là mình đồng tội với người ta. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, vì một tình thương với nhau cho nên tôi mới để nhắc nhở lại cho toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta cố gắng để bước diễn tiến trên con đường đạo hạnh vô thượng vô sông của Đức Thầy. Vì ngày hôm nay Đức Thầy đã dạy chúng ta hết sức là công lao khó nhọc. Đức Thầy nói với câu: thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến trung thân. Nếu thế gian còn mãi mê tân thì ta chẳng yên vui cực lạc. Vì Đức Thầy thương mình mà Đức Thầy bệnh rịnh quải mãi. Nếu chúng ta cứ mê đắm vào cõi hàng trần hoài thì Thầy cũng không an vui cõi cực lạc. Cũng như ông sư giải ông than một câu, ông nói là mình cứ lo ham danh ham lợi hoài, ông nói than không biết làm sao dạy được cho mau mà về, dạy cho quần chúng anh em cho mau thức tỉnh tu hành ông mới về được cái cõi Phật, mà không tu thì ông bệnh rịnh đây hoài không có về được. Vì lẽ đó Đức Thầy còn nói thêm những điều thân ta dường thể như lương cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu. Vì chúng sanh mà từ trên cõi thiên trước mà mới xuống đây, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, còn xuống hồng trần bởi vì thương tâm họ vạn dân phải chịu tấm thân lao khổ. Vì ngày ở cõi thiên trước là một cảnh hết sức là thơm tho, một cảnh quý báu nồng nặc, mà vì thương chúng sanh mà xuống đây mà dìu dắt chúng sanh chịu một trách nhiệm hết sức là nặng nề. Nào là bị Tây Tà nó bắt buộc làm khổ sở đủ cách hết, mà Ngài cũng vẫn chịu gánh vác những chuyện khó khăn, mà Ngài còn nói lên một câu: nếu chúng sanh còn mãi mê tâm thì ta chẳng yên vui cực lạc. Ngày hôm nay mình mê hoài thì Thầy ở đeo đắm đây mà chỉ dẫn mình hoài như vậy thì hết sức khổ. Bây giờ thương nhau như thể thương Thầy, ghét nhau thể ghét Thầy, sao nên? Bây giờ mình gắng cố gắng để yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Cho nên tôi nhớ Thầy, rồi tôi cũng có tả thêm một điều mà để nhắc nhở cho đồng đạo mình để tiến hóa trên con đường có vỡ đó. Một đêm mưa thì nằm thức khuya, rồi tôi mới chực nhớ lại Đức Thầy, tôi mới diễn tả một câu: ngồi mà ngắm giọt mưa tầm tã, giọng tôn sư buồn bã trăm chiều. Nhớ lại Đức Thầy hồi chuông cảnh tỉnh dạt diều, dạy điều chỉ đường tội phước, dạy điều tu thân. Thầy nay đã một lần xa vắng để các con lo lắng trông chờ, chim lìa xa cõi bơ vơ, ngày qua ngày lại mới ngẩn ngơ sầu. Nào những buổi mưa đào gió quạnh, đậm tình vài đêm lạnh gió sương, tai nghe thống thức đạn trường trách ai như quá, lòng thương não nùng.
Trách mấy kẻ đành lòng gây thảm, để muôn ngàn tâm khảm đau thương, từ ngày mà thầy cách quê hương. Giọt châu hai triệu bốn phương rơi đều, thương thầy đã phí nhiều công khó, bước diễn hành mưa gió quãng đâu. Thầy đi khai mở đạo màu, dạy con thác chốn nguồn sầu vượt qua. Nào những buổi đường xa cách trở, lòng các con thương nhớ biết bao. Thương thầy ruột nọ quặn đau, nhớ thầy giả trẻ lòng nao nao lòng. Thầy đi thì con trẻ long đong, nhớ lời thầy dạy nâu sầm lo tu. Mặc ai danh lợi giống dù, con nguyện giữ vẹn đường tu thác trần. Để huynh ôi hãy quay hoành đùm bọc, cảnh tình này khổ nhọc có nhau. Dầu cho cay đắng thế nào, chúng ta nguyện giữ làm sao cho tròn. Quý vị ơi, ngày hôm nay Đức Thầy xa vắng, chúng ta phải thương nhau, phải gìn giữ giới lực của Đức Thầy, phải làm tròn bổn phận mà chờ ngày Đức Thầy trở về. Thầy tớ được trùng phùng nó quý báu hết sức quý vị ơi. Cho nên tôi cũng xin nhắc lại những cái lời tha thiết với toàn thể anh em, cô bác, lớn nhỏ, nam nữ. Chúng ta ghi nhớ những lời dạy bảo của Đức Thầy, tiến bước trên con đường đạo hạnh, để Ngài làm cho Đức Thầy được vui lòng, trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng. Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, phải biết giống lạc hồng thượng cổ. Tai nghe chi những câu ái ố, lòng từ bi chẳng có lời dèm. Đạo hiểu rồi thì ngon tợ gọi nem, ti cõi thế lắm lem trần tục. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ giả trong đừng đục mới màu. Thầy nó tâm bằng tăng thì mặc bộ sùng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hẳn. Đến kỳ thi này danh thầy đã chạm bảng, trên đài cao gọi các linh hồn. Đức Thầy sao cũng như ông Huệ Thượng, cũng như ông Thương Thượng ngày xưa vậy, đứng trên đài mà để gọi các linh hồn về để mà thưởng phạt. Kính thưa cô bác và anh chị em đồng đạo kính mến, ngày hôm nay mà chúng ta được viên mãn, được hạnh ngộ sanh vào những cái dòng sông nước ngọt Cửu Long, rồi tỉnh An Giang chỗ Phật sanh ra để dìu dắt chúng sanh, mà ngày hôm nay chúng ta ở đây cũng như thể là người ở gần cái trường học mà để cho dốt thì một điều đáng tiếc. Sau này đây đó, Thầy có ước mong rằng khắp thế giới cũng được liên dây hòa hảo, khắp bốn biển liên dây hòa hảo, hay ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé nụ cười. Thì vì lẽ đó cho nên ngày sau này cả năm châu thế giới cũng đều nghe được cái danh Thầy. Người ta tu hành bây giờ đây theo nghe văn vẳng bên tai đó, những cái giáo lý của Đức Thầy đó bây giờ nó đã quảng bá khắp nơi, dịch tiếng này tiếng nọ, nước này nước kia. Đây mới vừa rồi đây có nước Đức nè, rồi nước Nhật nè, rồi nước Pháp nè, đi vô tìm tới ở tại An Hòa Tự. Vô đó gặp anh em ở trong đó, mấy thông điệp viên nó hỏi nó, vì các ông này ở nước ngoài nghe nói nước Việt Nam có Phật sống, thì bây giờ vô đây tìm, vì nhờ anh em cho ông gặp con Phật sống. Vì lẽ đó cho nên anh em trong chùa cũng nói bây giờ có Phật, nhưng mà ông Phật ông đã xa vắng rồi mấy chục năm. Như các ông có tấm lòng như vậy, các ông ráng tu đi, chừng nào là ổng trở lại đây thì mới có gặp được. Cho anh em chúng tôi cũng xa vắng các ổng là mấy chục năm rồi, không có gặp. Vì còn để cái là kho tàng pháp bảo, dặn anh em chúng tôi lo tu hành, rồi ngày sau tớ thầy cũng được hội ngộ trùng khùng. Đó là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé nụ cười. Thì sau này thế giới cũng đều liên quan với là hòa hảo, là khắp bốn biển cũng liên dây hòa hảo. Thì ngày sau này trong thế giới năm châu này nó cũng được là liên hệ hết. Vậy thì bây giờ các ông nếu có lòng như vậy thì các ông về
nếu có giáo lý thì coi, bạn không có thì ở đây tặng cho các ông cũng giáo lý hay là giảng để về nghiên cứu lo tu hành, ngày sau được gặp các ông cũng rất vui vẻ. Kính thưa cô bác anh em lớn nhỏ đệ huynh đã nước ngoài mà người ta nghe cái tin thầy, người ta còn tìm đến đây để người ta học hỏi, người ta thỉnh kinh thỉnh giảng về để người ta tu, mà mình ở đây mà mình không tu thì đáng tiếc. Như vậy chúng ta lên được làm người nó đã quý rồi, mà được nghe Phật pháp nữa thì thôi, cái chuyện này nó hết sức là cao siêu huyền diệu, mà có một cái duyên hạnh vô cùng. Vậy tôi không biết nói gì hơn, tôi ước mong sau ngày cuồng băng này được phát diễn ra, anh em chúng ta được cố gắng, được bước lên con đường đạo hạnh để mà cố gắng lo tu hành. Vì tôi thì cũng một người tín đồ, cũng tài sơ chí xiển, nhưng mà cũng lấy những cái lời lẽ của tổ, của thầy để kêu gọi tất cả cô bác và anh chị em chúng ta cũng ráng để mà lo tu hành, đặng một ngày sau này hưởng được một cái thánh đức thượng nguyên, hưởng được một cái điều cao siêu của Phật pháp, gặp vua, gặp chúa, gặp tổ, gặp thầy, thì có cái gì là quý báu hơn quý vị? Đức thầy nói rằng hiền lành chừng đó được sinh dậy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng cũng mở các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng một môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Và nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Còn ông ba ẩn có nói lên với câu: tiếng kỳ hương thơm nực biên thì, bửu sơn mai quế quy kỳ thất niên. Sau này cái tiếng kỳ hương này nó bay khắp nơi là nó thơm xa, vì lẽ đó cho nên chúng ta phải cố gắng, ráng mà tu, ráng mà giữ giới. Vì lẽ đó cho nên lời khuyên bổn đạo của Đức Thầy đó, ngài có nói lời khuyên bổn đạo trong khi các trò ở trong biển mê sông khổ, thường bị chướng nghiệp nhiều đời, làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, nên xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Cũng tại vì sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần, ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận thấy cái thân ô trượt này là thật, cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai, nào hay thân vô thường tạm mượn do nơi tứ đại hiệp thành. Cảnh phú quý tạo như đám phù dân, còn cái sắc nước hương trời ấy các trò như một cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển và báo đền. Như vậy hôm nay ta đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật pháp, cửa trường sanh bất diệt của các trò đã gặp nẻo nương đèn trí huệ ly sức hồng trần, tráng cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Các trò tuy lòng mộ đạo chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Chữ quy là về, nhưng mà về đâu? Ngài nói về cửa Phật. Chữ y nghĩa là làm y theo lời Phật dạy. Nếu Phật tu cách nào đắc đạo thì ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dung lời, nhưng mà cần phải ở chỗ giữ giới lực hàng ngày. Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở cho các trò thường nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm, đường tu mà nương theo tam nghiệp là khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cửa Phật. Tam nghiệp là
thân nghiệp, thảo nghiệp và ý nghiệp. Đọc lại trong cuốn Phím Thiện, thầy xếp khẩu nguyện các trò nặng nề hơn hết: phải lấy gương trí huệ dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo để cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã nhà Phật, hãy gắng sức thi hành và có thầy ủng hộ. Và kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, cùng băng đến đây tôi xin tạm dừng. Vì trước khi tôi cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị nghe rồi cố gắng tinh tấn bước lên trên con đường đạo hạnh, để ngày sau này chúng ta được gặp Phật, gặp thầy, được nghe là dự hội Long Hoa, đặng mà đến cái câu mà Đức Thầy nói: hiền lành chừng đó xung dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, thì nhìn sang Ngọc Đế giữa trời định phân. Thì bây giờ đây chúng ta gắng cố gắng tu hành như thế nào mà ngày sau được gặp nhau trên con đường đạo hạnh dự hội Long Hoa. Đến đây tôi cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý đồng đạo trẻ già nam nữ cố gắng vững bước trên con đường đạo hạnh, để một ngày dự hội Long Hoa mà chúng ta được gặp gỡ nhau, được trùng khùng hội ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tọt xét thân ta. Nếu người đó vẫn vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Tu hành thì phải ráng dung hòa nhẫn nại tha thứ lẫn nhau. Điều thứ tám, tóm tắt: thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đức Thầy nói: nếu ai mà giữ được trọn lành trọn sáng, về được cõi Tây Phương mà ăn dưỡng học đạo hoàn toàn, cũng trở lại cứu giới chúng sanh. Và kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, đến đây tôi xin để dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật.